Và bây giờ em sẽ trực tiếp dùng cái khẩu bu lông 19 anh em nhé. Đây, và sẽ mở trên con ốc bánh trước của xe tay ga này. Đấy, các bác thấy không? Ra trong một lúc nhạc luôn. Cực kỳ khỏe và chất lượng luôn anh em nhé. Rất là đơn giản, thế nào luôn anh em nhé. Hello, xin mến chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay thì em xin phép giới thiệu đến toàn thể các bác hai cái mẫu máy siết bu lông của Makita và Dewalt anh em nhé. Đây là hai cái mẫu sản phẩm có giá cực kỳ tốt anh em nhé. Thì sản phẩm đầu tiên mà em muốn giới thiệu đến toàn thể anh em, đây là cái mẫu máy siết bu lông của Makita. Con này thì nó có mã là bu lông BL anh em nhé, Makita BL. Con này thì nó là 20V anh em nhé, 20V. Đây, em sẽ cho anh em xem qua một chút về cái thông số kỹ thuật của máy này. Con này thì cái model là DF331D. Đấy, và con này vòng tua của nó là 3.000 vòng một phút anh em nhé, 3.000 vòng một phút. Đấy. Và con này thì lực siết của nó là 330 N anh em nhé, 330 N. Đấy. Phía trước của nó có ba cái đèn này. Đấy, bu lông đầu rỗng 1/2 anh em nhé. Đấy, chân pin phổ thông. Và con này thì nó sẽ có hai cấp tốc độ anh em nhé. Đấy, còn cái mẫu máy siết bu lông của Dewalt thì về cơ bản hai con này thì cái thông số kỹ thuật nó như nhau, nó khác con chút một chút, đó là con này là Dewalt XR, còn con này là Makita BL, còn thông số kỹ thuật như nhau nhé. 330 N, động cơ brunette đầu 1/2 và cũng có đèn đầy đủ. Đấy, mạch hai tốc độ đầy đủ, hai pin một sạc anh em nhé. Ok anh em nhé, hiện tại đây em đã tháo sẵn cái khối pin của cái máy siết bu lông Makita với Dewalt ra rồi cho anh em nhé. Thì với cái khối pin này nó sẽ là 10 cell anh em nhé, khối pin này sẽ là pin 10 cell. Đấy, bóc luôn ra cho anh em xem nhé. Đấy, chuẩn 10 cell này. Đấy anh em nhé, chuẩn pin 10 cell. Đấy, và cái khối pin này ấy, thì nói chính xác của nó, dung lượng của nó là 3.2Ah anh em nhé, 3.2Ah. Ở trên đây nó ghi là 2000. Đấy, nhưng mà thực tế của nó là 3.2Ah anh em nhé. Mạch là mạch 2 MOSFET. Với cái máy này thì anh em có thể mở được tối đa đến bu lông 22 đổ lại anh em nhé. Đấy. Rồi ok anh em này. Đây là ruột gan của nó nhá. Em đã tháo sẵn luôn ra rồi anh em này. Đây là rô này. Đấy, đây là rô của máy này. Đây là cái khối động cơ 3 pha không chổi than này. Anh em thấy này. Dây đồng 100% nhé, dây đồng 100%, rất là to, dây đồng rất là to luôn, động cơ không chổi than. Đấy, mạch của nó đây, mạch này là mạch 2 tốc độ anh em nhé. Đấy, và con tụ là 35V, 220 microfarad. Đấy, chân pin phổ thông anh em nhé, chân pin phổ thông. Đấy. Rồi, cho anh em xem luôn cụm búa của máy nhé, anh em nhìn này. Rất là đẹp luôn, máy rất là đẹp. Đây, búa của nó đây. Búa rất là to. Búa siêu to khổng lồ luôn anh em nhé. Đấy. Hệ thống chuyển động 3 bánh răng. Anh em nhìn cụm búa. Rất là khỏe luôn anh em nhé. Đấy, cực kỳ xịn sò luôn. Đấy, các bác thấy không, ruột gan của máy cực kỳ là chất lượng luôn anh em nhé. Và hiện tại thì hai cái mẫu sản phẩm này thì bên em đang chào bán một mức giá rất là hợp lý cho anh em luôn.
một bộ sản phẩm đầy đủ gồm có hai pin một sạc như thế này. Thì khi mà anh em mua hàng thì bên em chỉ bán cho các bác với mức giá 950.000 thôi anh em nhé. 950.000 đấy, nhưng mà chưa hết đâu đấy. Khi mà anh em mua hàng bên em sẽ tặng thêm cho các bác đây một cái bộ tip 12 chi tiết, gồm có một tay mở tự động này, một cần lối dài này, và có 10 cái đầu khẩu như thế này nữa anh em nhé. Có thêm 10 cái đầu khẩu như thế này nữa, từ 10 đến 22. Đấy, anh em sử dụng cái đầu khẩu này thì vừa dùng được cho máy bu lông, và anh em có thể dùng được cái tay cầm này nữa. Đấy, khi mà hết pin hoặc là anh em không cần đến sử dụng đến máy thì anh em sử dụng trực tiếp cái này, anh em vẫn vặn được bu lông ngon lành cành đào luôn anh em nhé. Đấy, giá thì siêu bèo luôn anh em nhé, cực kỳ rẻ luôn. Bộ sản phẩm máy xiết bu lông của Makita hoặc của Dewat giá chỉ có 990.000 thôi, và được tặng bộ khẩu và miễn phí vận chuyển đến tận nhà cho anh em nhé. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho em theo 3 số điện thoại em để phía bên dưới màn hình anh em nhé. Vâng, một lần nữa em xin chào và cảm ơn thầy các bác. Các bác xem clip thấy hay, thấy bổ ích thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ giúp em nhé. Vâng, em xin chào các bác.